Yo, what's up? Chào mừng anh em đã quay trở lại với Cá Heo Nè. Và mình là Cá Heo, bộ môn đấu trường nhân lý TFT Mobile. Ok, thì hôm nay Cá Heo sẽ mang tới cho mọi người một cái đội hình top 1 mà theo như cái sự khảo sát cũng như là cái sự chơi bời của Cá Heo ở cái đầu mùa phiên bản 7.5 hiện tại, thì Cá Heo thấy đội hình này cực kỳ mạnh. Đó chính là đội hình Pháp Sư nha mọi người. Pháp Sư kết hợp với là Bí Ẩn, Mystic kết hợp với cả con, trong đó thì có ba, có cả con Zui nữa. Thì mấy cái con tướng Thayer cao tiền á, những cái con tướng năm vàng này kia á, thì các bạn nên bỏ vô vào ở những cái late game, là về cuối game đó. Thì khi mà khởi đầu với cái đội hình này thì các bạn có thể bắt đầu với những cái vị tướng dễ có là con Talia. Thì cái con Talia này nó thuộc tộc Thủy Long nha mọi người, là Lagoon đó, và nó là hệ pháp sư. Thì Talia thì cái heo xây dựng nó ngay từ đầu, biến nó trở thành carry chính, đam chính của đội hình luôn. Và các bạn lưu ý nhớ chọn những cái bổ trợ, những cái tụ là cái của mình đó, và những cái trang bị phù hợp cho đội hình pháp sư. Và nếu như các bạn xui như cái heo không có những cái trang bị phép thì các bạn có thể tùy cơ ứng biến, tùy theo những cái trang bị cũng như là những vật phẩm nó rơi ra ở từng cái giai đoạn, cũng như là tại vì nếu như mà mình chơi mình không có giành giật đồ được thì các bạn có thể roll để mà cho con Talia của các bạn lên được 3 sao càng sớm càng tốt. Đặc biệt ở cái đội hình này thì phải nói là rất là khỏe khi mà các bạn cho được con, có nghĩa là cho được những cái con chống chịu kết hợp với cả là hộ 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 pháp đó mọi người. Cái heo có kiểu nó hộ giáp luôn. Hộ pháp nha mọi người, thì để cho đội hình của các bạn cứng cáp hơn. Bên cạnh đó thì nếu như các bạn có những cái con đắt tiền mà nó xuất hiện sớm được game nó cho thì các bạn có thể bỏ vào để nó phụ thêm đam luôn. Dù sao thì nó nhiều tiền hơn, nó vẫn ổn hơn mấy con ít tiền đúng không mọi người. Ngoài ra thì cái đội hình này thì cũng không có quá nhiều cái lưu ý đâu, tại vì đội hình này cũng tương đối là dễ chơi và dễ leo rank đó. Tại vì các bạn chỉ cần sắp xếp đúng vị trí bảo vệ những cái con tướng đam chính của mình, rồi những cái con chống chịu các bạn để phía trước. Đặc biệt là những bạn tuân thủ thì có thể tham khảo đội hình cũng như là trang bị của cá heo. Và cái đội hình pháp sư có thể nói là hiện nay các bạn có thể chơi và leo rank pháp sư nó cũng tương đối là dễ. Và nếu như các bạn muốn xoay sang đội hình Lagoon nó cũng thuận tiện cho các bạn nữa, hoặc là các bạn đang chơi Lagoon là Thủy Long đó mà bị nhiều người giành quá thì các bạn có thể chuyển sang pháp sư, một cung đôi chuyện quá là tiện luôn. Hoặc nếu như các bạn nào có khả năng mạnh mẽ hơn thì các bạn có thể chơi Bạo Long là Dark Fight đó mọi người. Khi mà các bạn giống như cái heo được gớt con Bạo Long sớm đó đấy. Ok, thì còn bây giờ là thời gian của các bạn. Bên cạnh đó thì các heo cũng sẽ cố gắng nghiên cứu những cái đội hình mạnh và những cái chiến thuật mạnh để giúp cho những các bạn có thể leo rank cũng như là có những cái trận đấu thật là suôn sẻ. Nếu như nhân phẩm không tốt thì chúng ta vẫn có thể vào vào top được nha. Ok, kết go.
crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. We live to die, and we so.
We'll be right back.